sang năm Tân Mùi 1931 đã công viên quả mãn vào ngõ thời ngày 22 tháng 4 năm Canh Dần để di quan cũ. Chúng tôi chức sắc tại thiên đài thay mặt đã độ dẫn tiên linh chị lớn nữ sư đã nhập bát với đài cầu nguyện Đức Chí Tôn Phật mẫu cũ vị tinh và chư Phật tiên tấn thần độ dẫn tiên linh chị lớn về nước hàng sống nơi kinh Bạch Ngọc để bái kiến thầy và đức chiêu trì kim mẫu vừa xong. Xin giao lại cho chức sắc cũ trung đài nhận lãnh để thọ phép bí tích là phép nhiệm màu của đại đạo tâm kỳ phổ độ của Đức Lý Âu Tông trong giờ phút thiên liêng này. Ô cao đài Thiên Âm Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, tôi nhân dân Ngọc Chánh Quý Sư chức sắc cửu trụ đài đã được nhiệm tiên đài làm thân sự đưa chân linh của hội thánh các hội đạo tỉnh Long An, trưởng đoàn do quyền giáo sư Ngọc
Hồng, Quý Thanh và các hội đạo miền Bắc, hội đạo thủ đô Hà Nội tổ nghi lễ cẩm phả Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh cùng gia đình Tam Quyến. Ban tổ chức vinh dự tiếp đón các phái đoàn chính quyền các cấp, ban tôn giáo chính phủ dự lễ tuyên dương, trân trọng kính giới thiệu ông Nguyễn Đắc Tuấn, vụ trưởng vụ cao đài đến dự tuyên dương công đức nữ chánh phối sư Hương Bình trong giờ phút thiêng liêng này. Xin trân trọng kính giới thiệu. Và đại diện chính quyền thành phố Hà Nội, quận Hai Bà Trưng, phường Phạm Đình Hổ, ban tổ chức tang lễ tang kính giới thiệu các phái đoàn cá nhân đến kính viếng và chia buồn gồm có Cục An ninh Xã hội, Bộ Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội, Ban Nhân dân Thành ủy Hà Nội, Phòng BA67 Công an thành phố Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc quận Hai Bà Trưng, Ủy ban Mặt trận Hội chữ thập đỏ quận Hai Bà Trưng, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc và Công an phường Phạm Đình Hổ quận Hai Bà Trưng, cán bộ nhân dân khu phố dân cư số 3 tổ khu trí trường tiểu học Đoàn Kết quận Hai Bà Trưng. Vinh dự tiếp đón các tôn giáo bà Hội Thánh Cao Đài Truyền Giáo do anh lớn phối sư Phường Hậu Thanh, trưởng ban thường trực Hội Thánh làm trưởng đoàn đến dự lễ tuyên dương công đức. Kính giới thiệu Giáo hội Phật giáo Phật Đường Nam Tông Minh Sư Đạo chùa Diệu Quang Phật Đường, Hội đạo Đặng Giang, Hội đạo Phúc Đức, Hội đạo Hải Phòng, ban nghi lễ Cao Đài Quảng Ninh thuộc Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh, cơ sở đạo Cao Đài Thanh Hóa thuộc Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài, Hội Thánh Thành Hội Phật Giáo thành phố Hà Nội, chùa Đức Viên. Tất cả các phái đoàn đến viếng và dự lễ tuyên dương, xin trân trọng kính giới thiệu 116 đoàn gồm có 12 đoàn chánh quyền các cấp, 6 phái đoàn Hội Thánh các tôn giáo bà, có 24 chồng hoa kính viếng và 7 giảng sanh phân ưu. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu trước giờ phút thiêng liêng tuyên dương công đức này. Nam mô Cao Đài.